Ok, thì chúng ta đã học về cấu trúc này, học về cung cầu này, học về SMC này. Thì trong SMC nó có order block. Block có invalid đúng không? IMB, viết tắt nhé. Rồi chúng ta đã học được về về liquid. À, học về liquid, học về CH2CH đúng không? Còn cái gì không mọi người? Có ai nhớ bài không? Có ai nhớ đã được học những cái gì không? Còn những cái gì không? EFC EFC nó là imbalance rồi, IMB rồi. Fibo đúng không? Ở đâu có OTA, OTA thì về Fibo để đo cái nhịp thoái lui của sóng, nhịp sóng hồi về, đúng chưa? Rồi còn cái gì nữa à? Còn cái gì cái không mọi người? Fibo này chị chưa rõ lắm tại vì chị chưa đụng tới. Cái này là OTE. Đấy, OTE thì em có thể nhắc lại OTE. OTE thì nó là optimal trade and try, ý là nó là một con phố Fibo, nó thể hiện được cái sự là giá nó sẽ cái nhịp trong hồi ấy, nó sẽ về đến đâu, nó có thể về đến đâu, nó dùng để xác nhận cái trong hồi đấy. Và thường thì cái mức Fibo ấy, nó sẽ hồi về những cái mức là 50%, thường là 50%. Đây, nó có những cái mốc ví dụ như 50 này, 62 Tức này. là tới tới đó là nên nên chốt hả em hay là sao? Không, tới đây là mình mua lên hoặc là mình bán xuống. Đấy, thì nó sẽ có những con số là mốc 50, mốc 62, 70.5 và 79. Đó, thì mình cài đặt thì mình cũng bấm vào đây, bấm vào cái Fibo này, nó có cái cài đặt này. Đấy, sau đó mình điền những con số này vào thôi là được. Sau đó là ấn OK là được. Đây thì ví dụ nhé, để xem có cái gì để thử đoạn này nhé. Đây thì mình sẽ đo thử Fibo, mình lấy từ dâu, thì lấy từ trên đỉnh, mọi người có thể lấy ở dâu hoặc lấy ở đóng nến đều được nhé. Đấy, thì đây là một nhịp sập đúng không, một nhịp giảm rất là mạnh đúng không, thì giá ấy, thường nó sẽ hồi về mức 50 hoặc là về những cái vùng 62 70 hoặc như này. Đây mình sẽ có một cái vùng như này để mình sell xuống, đúng chưa? Đấy, chị đã hiểu cái OTA này để làm gì chưa? Đấy, trường hợp tăng cũng tương tự, tăng thì mình cũng đo nhưng mà mình đo từ dưới lên, và khi nó về đến cái vùng này thì mình đợi xác nhận hoặc là mình sell xuống đó, như là như thế. Còn xác nhận như nào thì đây, hôm nay em sẽ chỉ đó, đó là OTA. Rồi thì khi mà chúng ta bắt đầu setup ấy, thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có những cái bước như sau. Bước một là tìm cung cầu. Trong cung cầu thì nó có OB đúng không? Trong cung cầu thì nó có OB, hay là chúng ta gọi gọi chung ấy, gọi chung là tìm POI, point of interest, ý là nó là cái vùng 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 đảo chiều ấy. Đấy, thì trong đây nó gồm cung cầu, gồm cung cầu OB đó, hay là chúng ta có thể gọi là tìm ở vùng cung hoặc kiểm soát. Cái cung cầu kiểm soát này mọi người có ai chưa biết không? Có ai chưa hiểu cái cung cầu kiểm soát là gì không? Hôm nay mọi người cứ hỏi nhé. Hôm nay thì đưa ra một vài setup thôi, giải thích cho nó kỹ.
Chủ yếu là mọi người hỏi, tương tác để hỏi thì cần biết. Được chưa? Cái này có ai chưa biết không? Cung hoặc cầu kiểm soát này. Alo, alo, Là cung cầu mạnh hả em, bùng mạnh hả em? alo. Cung cầu kiểm soát nó như này. Đúng rồi. Có thể quay nó là mạnh. Ví dụ nhá, mình có những cái vùng, đây là cái vùng vùng cầu cuối cùng đúng không? Đây là vùng cầu cuối cùng trong một nhịp tăng, trong một nhịp tăng cầu cuối cùng, thì đây là cái vùng cung mà gây ra cái sự là ở đâu không? Đây, đây là vùng cung mà nó gây ra cái sự là phá vỡ vùng cầu cuối cùng, phá vỡ vùng cầu cuối cùng của nhịp tăng, thì lúc này nó được gọi là đây là một cái vùng cung kiểm soát hay là supply control ấy. Tiếng Việt thì là vùng cung kiểm soát, còn tiếng Anh là nó là supply control. Ý là nó sẽ điều khiển, ý là nó đã bắt đầu là nó chiếm ưu thế và nó thể hiện ra một sự là ta đã giành quyền kiểm soát rồi. Được chưa? Chứ không phải là vùng trên này nhé. Vì trên này nó chưa gây ra cái gì cả. Nó mới chỉ về test cái vùng vùng cầu ấy thôi, chứ chưa xây ra sự phá vỡ. Đó. Được chưa? Cung cầu kiểm soát ok nhá. Rất là dễ thôi. Cầu ngược lại. Cầu là cầu phá cung cuối cùng. Đó. Vậy thôi. Đấy, bước 1 thì chúng ta sẽ tìm như thế này. Ok, bước 2. Không, từ từ ạ. Bước 1 thì nếu mà nếu chúng ta giao dịch rủi ro thì dùng thẳng H4 này vào lệnh. Đó. Thì như thế này là cái tỷ lệ rủi ro của mình nó cao hơn thì người ta gọi là giao dịch rủi ro. Ý là giữa cái TB với cái SL của mình ấy, à quên, cái entry với cái SL của mình ấy, nó sẽ hơi xa một tí. Đó, nó sẽ hơi xa một tí. Thì khi mà xác định được cái vùng cung hoặc cầu kiểm soát rồi, cũng như là cái khu vực để mình giao dịch rồi. Ví dụ như ở đây mình có một cái xu hướng đang như thế này, và ở dưới này mình có một cái vùng cầu mạnh, ý là trước đây là nó là một vùng xuống dưới đúng không? Đó. Đó. Chúng ta có một vùng cầu mạnh ở dưới này thì chúng ta sẽ nhìn được cái bức tranh là cái xu hướng hiện tại nó đang như thế nào, và chúng ta có lên giao dịch ngược hướng không hay là thuận xu hướng. Ý là chúng ta sẽ tìm cấu trúc của cái time frame đầu tiên, xác định cấu trúc đã, nó có gãy cấu trúc không, nó có đang đi đến một cái vùng POI nào ở trên này không. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm một cái đo, chúng ta sẽ dùng một cái thước để đo. Cái này thì cũng mới thôi, áp dụng vào thì nó cũng có thể khả thi. Đó là chúng ta sẽ xét xem là giá nó đang ở đâu trong cái vùng của mình. Thì mình sẽ dùng cái kênh này, cái kênh song song này. Đó, mọi người có thể là vào trong này mọi người tìm nhá. Đâu rồi? Kênh song song. Đây đây. Đấy, kênh song song này. Thì đây đang là một cái trên tăng đúng không? Và mình đang tìm cơ hội để bán xuống. Và mình ví dụ mình cứ chia ra đã. Ok. Trước mắt là mình cứ chia ra đã. Thì mình sẽ dùng cái này. Ok, mình kéo từ đáy lên đỉnh để mình biết được 50% của khu vực nó đang ở đâu. 50% của cái khu vực đang ở đâu. Ví dụ ở đây đi. Ok, đấy.
thì mình sẽ nhìn thấy cái 50% của cái khu vực này đang ở đâu. Và mình nhìn giá hiện tại nó đang ở nằm ở phía trên hay phía dưới. Nếu mà phía trên nó nằm ở phía dưới rồi thì mình sẽ cân nhắc là mình sẽ không giao dịch nữa. Còn nằm ở phía trên thì ok, vẫn sell, ok, sell được. Đó. Đây là một cái bổ trợ thêm thôi chứ nó không phải là một cái chính mấy. Dạ. Đây là những cái vị trí tiềm năng để mình bán. Đó. Sau đó là gì? Sau đó là về những cấu trúc nhỏ hơn. Về LTF. Dụ như M15, M5, M1 để đợi xác nhận. Nếu đánh kiểu an toàn. Nếu mà đánh kiểu an toàn. Trong cái về lời thăm phê này thì công việc của chúng ta để làm cái gì? Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhìn xem nó có đang thể hiện sự dẫn dụ không. Dẫn dụ là inducement đấy, có thể hiện sự dẫn dụ không. Và chúng ta gì, xác định thanh khoản hay là chốc ấy, chốc hay SH đều được không. Thực ra chốc với SH nó khác nhau một tí đó. Thì đây là những cái công việc mà mình phải làm trên một cái time frame lớn. Time frame lớn là H4 là D hay là tuần hay là tháng thì tùy mỗi người, tùy theo phong cách giao dịch của mỗi người, chứ không thể bắt mọi người theo một cái quy chuẩn được. Được đó. Và khi chúng ta học về FMC ấy thì chủ yếu chúng ta sẽ giao dịch với order block đó, thì sẽ có một số các cái plan giao dịch cho mọi người với order block. Thì cái việc mà xác định một cái order block, xác định một cái order block mạnh ấy hay là như thế nào ấy, thì những cái buổi trước là đã chia sẻ rồi đó. Mọi người có ai bị quên không, có ai không nhớ không, có ai không nhớ không? Ý là để order block mạnh thì nó cần những yếu tố gì không? Mọi người chat đây nhá, như kiểu là kiểm tra bài cũ rồi mà. Tả nước lên vừa tái tái còn tự xét kè thì tạ mẹ lắm từ đó tạ tao đúng mới không lại rất là mất thời gian. Ok, để một order block nó mạnh ấy thì làm sao, nó phải ở trong một cái phạm vi cây nến cuối cùng ấy, nó phải ở trong một cái phạm vi quy định, một cái phạm vi nhất quán. Nó phải ở trong một cái phạm vi nhất quán như này đó, và sau đó là rộng mạnh. Vì sao order block là một cây nến khác màu ngược màu cuối cùng với cái cây sập mạnh đấy. Ví dụ đây là một cây giảm. Đó, một là nó phải đi trong một cái phạm vi bó buộc, một phạm vi ý là nó quy định ấy, không phải là quy định mà nó sẽ sideways trong một cái khoảng, nó sẽ sideways trong một cái khoảng thôi, chứ không phải là thi thoảng lại đóng ra ngoài phát, thi thoảng lại đóng ra ngoài phát, không phải. Thứ hai là cái liquidity void này nó sinh ra này, nó phải gì, nó phải gấp 3 lần cái vùng này, là gấp 2 lần cái vùng này. Ví dụ đây là một cái hộp thì đây là một cái hộp tiếp và đây là một cái hộp tiếp. Đây là ít nhất nhá, ít nhất nó phải cái vùng sinh ra này nó phải bằng hai vùng bay, hai lần vùng bay,
áp dụng cho cả cái việc cung cầu mạnh hay không. Đó. Chưa? Đó. Cái này là chỉ OB mạnh thôi chứ không liên quan gì đến EFC, chưa tính đến IMB đúng không? Đó. Thì là nó sẽ để lại cái khu vực rất là to và to bằng hai vòng lần bay. Đây là một cách hiểu đơn giản nhất. Rồi, thì chiến lược với OB nó sẽ như thế. Nó sẽ có một số chiến lược như sau. Ok. Nhỏ từ từ. Rồi, thì khi mà bắt đầu giao dịch với OB ấy, thì chúng ta phải tuân thủ một điều là luôn luôn giao dịch theo xu hướng. Đó. Theo xu hướng. Cản tàu là chỉ có ra đảo thôi. Chưa? Đấy. Nhất là luôn giao dịch theo xu hướng. Thứ hai là chúng ta gì? Phải phân tích đa khung thời gian. Phân tích đa khung. Đa khung bằng cái việc là từ time frame to về time frame bé. Đó. Và chúng ta cần gì? Chúng ta cần phải quan tâm đến vị trí location đấy. Như hôm về cung cầu đã có nhắc đúng không? Là chúng ta sẽ xem giá nó đang ở đâu, trong cái phạm vi nào, có gần chạm cung không hay là gần chạm cầu hay không, thì mình mới setup, chứ không phải là cứ nhìn thấy OB là vã đâu nhá. Không phải cứ gặp cái OB là nó cũng cũng bay ngược xeo ngược ấy đâu. Và có một số điểm mà mọi người cần phải xem xét khi mà setup một giao dịch, tất cả các phương pháp thì mọi người cần phải xem xét qua một số yếu tố, ví dụ như trend hiện tại, trend imbalance, nó có imbalance hay không, nó có mất cân bằng, nó có cái đoạn nào nó sinh ra cái sự mất cân bằng đó, hoặc là hỗ trợ kháng cự, kháng cự hoặc là gì nữa, những cái vùng cung cầu lật đấy, những khu vực cung cầu lật đó. Và gì, và cấu trúc thị trường là gì, gồm BOS BMS chẳng hạn đó. Và sao nữa, một cái cuối nữa là cái gì, là thanh khoản liquid hoặc là SH stop hẳn đấy. Ok đó, cái stop hẳn này mọi người có nhiều người sẽ hiểu sai về cái stop hẳn này. Stop hẳn ấy nó không phải là liquid, nó là một dạng khác của liquid. Ý là nó sẽ là một động thái để trung hòa cái thanh khoản ấy. Nó là một cái sự phá vỡ giá ở ngoài vùng thanh khoản, chứ không phải là quét dâu xuống nhá. Quét dâu xuống nó chỉ là liquid thôi. Còn nó đóng ra ngoài ấy, nó đóng break fail ấy, nó mới gọi là SH. Đây. Ví dụ như đây. Đoạn này này. Khi cái dâu đầu tiên này quét xuống thì nó được gọi là thanh khoản. Nhưng mà đến cái cây lên tiếp theo này, ví dụ như cây này, nó đóng ở trong là một tí đi, nó đóng ra ngoài một tí. Nó đóng ra ngoài một tí. Đó, và nó đi vào trong thì nó được gọi là break fail, thì lúc này đây mới là SH. Đây mới chính thức là SH chứ không phải là đơn thuần là liquid nữa. Đó, liquid là nó chỉ liquid quét đỉnh quét đáy thôi, ý là nó chỉ là một cái dâu thò ra ngoài thôi.
một cái râu thôi. Như ở đây cũng là SH này, một cái phái SH rất là rõ ràng này, là nó sẽ đóng ra ngoài, nó sẽ đóng ra ngoài đấy, đóng cửa ở ngoài xong nó là quay về thì nó gọi là SH. Ok chưa? Nó có sự khác biệt nhé. Đó. Rồi. Ok, thì khi mà chúng ta kết hợp những cái điều này với nhau này, kết hợp những cái điều còn lại với nhau này, chúng ta sẽ có một số các cái setup rất là hay ho. Đầu tiên rất là hay gặp đó là gì? Đó là phá vỡ cấu trúc cộng ấy, cộng cộng với gì? Cộng với SH, ý là cộng với stop hand đấy, và cộng với RTO. Đấy, RTO là gì? RTO là return to OB, ý là nó quay lại order block. Được chưa? Được chưa? Nó rất là easy được không ạ? Nhưng mà để mà mọi người phát hiện được ra ấy, thì có thể là nó sẽ hơi mất, vì không phải là lúc nào thị trường nó cũng cho mình một cái cấu trúc, một cái setup như này. Thì đơn giản nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ có một nhịp xuống tạo stop hand đúng không? Ok, đây ví dụ như này. Đấy. Một cái như này. Rồi. Đó, nó sẽ như thế này, có dạng như thế này. Thì đây, đây là một cái chúng ta đã SH, đã bị SH bằng một cái việc là đóng lên ở dưới và quay về đúng không? Và quay vào trong đúng không? Đó, và đây, tiếp theo, nó có một cái gì? Một cái nhịp phá vỡ cấu trúc. Đây là một cái đỉnh cao nhất. Ý là cái swing high ấy, mình phải cấu trúc nhé, là mình phải liên quan đến swing high, swing low. Chứ không phải là cái đỉnh nhỏ nhỏ này là một cái đỉnh mà mọi người tính là BMS. Không phải, ok chưa? Phải là swing high. Đó. Thì đây, khi nó phá vỡ cấu trúc như này, mọi người sẽ quay về để nhìn cái vùng cầu ở đâu. Hay là OB đấy. Nếu mà ở đây nó có một cái OB. Đây nó cái OB thì chúng ta sẽ setup một lệnh buy lên ở tại cái OB này. Vì nó đáp ứng cho mình đủ điều kiện là thứ nhất là phá vỡ cấu trúc. Thấy không? Thứ hai là đã có SH. Đó, thì mình sẽ múc lên. Mình sẽ múc qua lên. Đây, hình như đâu nhỉ? Ok, mình thử tìm xem nó có không nhá. Tự tìm nhá. Thì tìm nó rất là khó, rất là lúc chơi ấy, chơi thì dễ gặp, nhưng mà những lúc mà tìm lại như này rất là khó. Nó rất là lâu. SH là stop hand mà. Vừa giải thích xong mà. Đây. Ví dụ như đây. Mình đã có một pha đâu rồi. Ví dụ nhá, ở đây là mình đã có một pha SH đúng không? Một pha SH ở đây. Đó. Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ có hai khu vực. Đây. Ví dụ lấy một cái OB to. Ở đây ấy, có thể là H1 nhìn nó rất là xấu. Nhưng ở trên H4 nó có thể là một cái OB đẹp. Được chưa? Ok, thì mình cứ vẽ ra đây để mình cho mọi người xem. Mà là do mạng ấy. Hôm nay mạng cũng dở hơi mà. Ok. Thì chịu khó tí. Nếu mà khó nhìn quá thì ok, xem lại video cũng được. Anh có record rồi. Đúng không? Record. Đây, nhìn được chưa? Thì đây là một cái pha nó SH này. Sau đó thì nó có một nhịp tăng lên rất là mạnh này. Thì nhịp tăng lên nó xuất phát ở đâu? Ở đây. Ví dụ
Đây là một cái OB. Trên H1 thì có thể nó xấu, những con đường ngang khác có thể nó đẹp. Đúng không? Thì tương tự như thế. Thì khi mà nó đã tạo ra một cái SH và tạo ra một sự phá vỡ cấu trúc. Đây. Một sự phá vỡ cấu trúc. Được chưa? Một cái BMS hoặc là BOS đều được. Tùy ai muốn gọi là gọi, cứ gọi chung là phá vỡ cấu trúc. Ok chưa? Thì khi giá nó quay trở về này thì mình xác lập được một lệnh mua lên. Nếu mà ai rủi ro ấy, ai chơi theo kiểu rủi ro ấy, thì mọi người ok đặt limit ngay tại ở trên này và mua lên, buy limit lên SL ở dưới vùng này. Còn ai mà dùng xác nhận ấy thì sẽ về những khung nhỏ hơn để xem. Đấy, xíu nữa sẽ đi vào chi tiết cái đấy. Cái cách đầu tiên như này là ok chưa? À, cách đầu tiên đây. Đây, để cho mọi người dễ hình dung. POS phá vỡ khi giá nó quay về thì buy limit lên. Ok chưa? TB ấy, thì thường mình sẽ để ở đỉnh cũ. Mình có thể để ở đây. Hoặc là nếu mà ai mà đánh ngắn ấy thì ở đây. Đó. Và như hôm trước có bảo ấy, thì khi mọi người đánh ấy, mọi người sẽ dịch L theo cấu trúc là chắc nhất, thì có thể là mọi người sẽ gồng được nhiều hơn. Được chưa? Ok nhá. Ok chưa? Hôm nay chỉ đi một vài cái để cho mọi người thẩm được thôi, thì mọi người có thể là tự setup được. Sau buổi hôm nay là có thể là tự setup được. Chứ không đi quá là dài vì cái những cái setup này nó rất là nhiều. Và có thể là mọi người rất là khó gặp, ít gặp, vì mấy nay thị trường nó đi rất là khó nhìn những cái cấu trúc như này. Được chưa? Ok chưa? Đâu rồi? Người đâu hết rồi? Mấy bạn mới đâu hết rồi? Thế bây giờ học bao nhiêu hôm đến lúc bảo là lại không giao dịch được thì chứng tỏ là ông bao rồi, ông dậy ôi trời ơi, chả hiểu chả đâu vào với đâu, cũng chả buồn chia sẻ nữa. Uzi còn giữ không? Ok nhá. Rồi. Sang cái thứ hai. Có thể là mình không cần SH nữa. Đây là một cái là chúng ta sẽ sử dụng là SH. Đúng không? Có một cái nữa là chúng ta sẽ không cần SH. Đó. Chúng ta sẽ không cần SH nữa. Chúng ta chỉ cần đơn thuần là phá vỡ cấu trúc thôi. Chỉ cần là phá vỡ cấu trúc thôi. Đấy, là đây. Và cái nhịp này nó phi lên, nó phá vỡ cấu trúc là mình đã có một lệnh tiếp theo để mình múc qua lên rồi. Thế là hai cái. Ok nhá. Được chưa? Rồi, tiếp theo nữa là mình đã có một cái gì? Một cái nó gọi là SMS. SMS, mọi người có nhớ không? Nhớ SMS là gì không? SMS cộng RTO. SMS là cái hôm về cấu trúc là đã học rồi ấy. Nó là đọc cái này khó đọc quá. Firewall Swing. Đây. Đã hơi khó đọc một tí. ILURE đúng không? Swing. Đó. Thì đây là gì? Thì khi mà thị trường đang trong một xu hướng tăng ấy, và
Dán không thể phá vỡ đỉnh, phá vỡ đỉnh cuối cùng. Ý là những cái điểm xung quanh hai ấy, và nó phá vỡ cái mức đáy trước đó, ý là xung quanh nâu ấy, thì nó được quay là hình thành một SMS. Đây, nhắc lại cho mọi người nhé, chúng ta có một cấu trúc tăng, ok, và sau đó giảm xuống đó, thì đây được chính là SMS. Đấy, cái đỉnh thấp này là SMS. Cái này lúc trước gặp rất là nhiều, nhưng mà mấy dạo gần đây là hiếm gặp cái trường hợp như này lắm. Đây, chúng ta sẽ có một cái swing high, đúng không? Một cái swing high. Đây là gì? Đây là một cái swing low, đúng không? Và ở đây nó phá vỡ cấu trúc này. Theo đúng cái của SMS nhá. Là gì? Giá không thể phá vỡ được cái đỉnh cuối cùng này. Không thể phá vỡ cái đỉnh cuối cùng này. Và sao? Và nó phá vỡ cái đáy cuối này. Phá vỡ cái đáy cuối này. Ý là swing low. Đây là swing high. Được chưa? Thì nó được hình thành một cái SMS. Ý là nó sẽ có một sự thay đổi cấu trúc sớm. Được chưa? Đó. Đây, thôi thì vẽ xuống dưới đi. Đây, nó cần cái chạc quá. Rồi. Đây, SMS. Chúng ta sẽ có như này. Cái này là tìm ví dụ nhá. Ví dụ trên trạc rồi nhá, đúng không? Đấy, thì bây giờ sẽ là SMS. Đó, thì nó tạo ra gì? Một cái hai cái đỉnh thấp dần. Và đây nó bị phá vỡ cấu trúc. Được chưa? Và đây cộng với RTO nữa. RTO là return to OB đấy, chứng tỏ là ở đây nó có một cái OB. Nó có một cái OB ở đây. Có một cái OB đây. Thì khi chúng ta đã không giao dịch ở đây nhá, không giao dịch breakout, chúng ta sẽ đợi giá nó quay về. Đợi nó quay về. Và từ trên này mới là sell xuống. Từ đây chúng ta mới bán xuống. Từ cái OB này chúng ta mới bán xuống. Ok chưa? Đây là OB này. Đây là OB này. Đó, thì đến đây chúng ta mới đặt lệnh để sell xuống. Chứ không không sell ở đây. Không FOMO ở đây. Được chưa? Không FOMO ở đây. Đó. Rồi, cái SMS này ok chưa nào? Cái này là dễ nhất đấy. Cái này là dễ hình dung nhất trong tất cả các loại ấy. Alo. Không ai nói gì thì ok nhá. Lướt qua nhá. Thì nó tương tự là phá vỡ cấu trúc thôi, là nó sẽ có một cái xác nhận cho mình là ok, đỉnh thấp dần rồi và nó bị phá vỡ đáy rồi. Thì cấu trúc cũng tương tự, cấu trúc là ok nó vỡ thì mình sẽ quay lại mình tìm tìm cái gì, tìm cung cầu, tìm OB. Thì đây là một cái setup như thế, tương tự như cấu trúc. Ok. Đó. Tiếp theo nữa là có một cái là khi mà OB nó nằm 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 cạnh hỗ trợ của kháng cự. OB nằm cạnh hỗ trợ kháng cự thì mình sẽ có một cái như thế này, nó sẽ như thế này, như nào nhỉ? Ví dụ là OB tăng nhá. Thì khi mình sử dụng cái OB mà nằm 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 dưới hỗ trợ ấy, hoặc là nằm trên kháng cự ấy, thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ phát hiện được ra những cái OB ẩn. OB ẩn đó, ví dụ như thế này.
Ví dụ ở đây nó đang cho chúng ta thấy một cái kháng cự như này. Yeah, sau đó là bật mạnh lên. Bật mạnh lên đi. Thì khi giá nó quay về này. Đây. Thì chúng ta sẽ tìm cơ hội để mua lên. Thì chúng ta sẽ có đây là một cái kháng cự. Đây là một cái đường kháng cự đúng không? Đó, và khi lên đến đây rồi nó bị break out qua thì thường cái khu vực này này nó sẽ có một cái ô bị ẩn ở đây. Thì mọi người sẽ tìm nó, nếu mà có ô bị ẩn và nó nằm nằm gì? Nằm trên cái đường kháng cự này. Hay không? Nằm dưới, quên mất. Với trường hợp này nó sẽ nằm dưới. Nằm dưới hoặc nằm giữa. Đó, thì chúng ta sẽ tìm cơ hội để chúng ta mua lên. Đó, thử tìm trên chart nhá. Không lại bảo là nói phét. Ok. Những con gì này nó tăng rất là lâu rồi, nên tìm những cái trường hợp đấy rất là khó. Con vàng hình như có. Đâu nhỉ? Đây. Đây là kiểu là kháng cự. Kiểu kháng cự. Ý là nó sẽ có rất là nhiều dạng giữa hỗ trợ thành kháng cự và kháng cự thành hỗ trợ. Đây là một dạng. Từ từ. Hỗ trợ thành kháng cự. Đây. Hát mấy nhỉ? Hát mấy nhỉ? Để tìm những trường hợp này nó khá là lâu. Ok, từ từ. Lúc chiều mới tìm được có vài cái thì mất thời gian ghê. Như lúc trước ấy, lúc trước đây mà mọi người gặp ấy thì mọi người nhìn là nhìn được ra ngay. Đây thì chẳng hạn, ví dụ nhá, đây chúng ta đã có một cái kháng cự ở đây, đây là một vùng đi đó. Thì dưới vùng này chúng ta lại có một cái OB. Ví dụ như này. Nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà mình lấy làm ví dụ thôi. Dạ. Đó. Thì khi ấy, có một cái kháng cự này, nó bị phá qua và nó để lại ở dưới là một vùng cầu hoặc là một cái OB. Thì khi giá nó quay trở về này là mình có thể là setup để mình mua lên được. Đó. Một cái lệnh rất là an toàn. Ok chưa? Đó. Mình đang vẽ đến đâu rồi? Ok. Rồi. Đấy, đấy là cái kháng cự trở thành hỗ trợ. Và nó có một cái OB ẩn. Mình sẽ tìm cái OB ẩn đấy để mình mua theo OB đấy lên. Được chưa? Rồi. Có rất là nhiều dạng như thế này. Có thể là
Ok, nó cũng là một cái nhịp kháng cự đi. Đó, nhưng mà nó break lên, ok đồng ý break lên xong rồi có quay về. Quay về nhưng mà nó chạm với kháng cự này nó lại bật lên một nhịp nữa. Nó lại bật lên một nhịp rồi. Và cái OB của mình ấy nó không phải nằm ở ngay cái vùng kháng cự này mà nó nằm xuống dưới này một xíu, nó nằm xuống dưới này một xíu. Đó, thì khi ấy, giá nó quay trở về này, khi giá của cái nhịp cao hơn này nó quay trở về, khi là nhịp sau ấy thì nó có thể nó về đến cái vùng OB của mình để nó test, để nó bật lên, nó sẽ xuyên qua cái vùng kháng cự hỗ trợ này luôn để nó xuống cái vùng OB của mình. Đây là một cách tránh bị SL nếu mà mọi người giao dịch theo projection, theo kiểu hỗ trợ kháng cự ấy, vì bản thân mình là mình không không giao dịch theo hỗ trợ kháng cự đấy, mình chỉ giao dịch theo SMC thôi, nên là mình sẽ biết được ok lúc nào nó sẽ đâm thủng cái kháng cự này để nó xuống, nó quét liquid, nó thực hiện cái việc quét thanh khoản và múc lên đó. Và khi mình mua lên ấy thì TP của mình ấy thường sẽ ở cái đỉnh cao nhất này, TP của mình sẽ để trên cái đỉnh cao nhất này đó, TP thường sẽ ở trên này, trên khu vực này. Hơi khó nhỉ, cái này phải 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 có trên chart cơ thì mọi người dễ hình dung, chứ thế này thì nhưng mà chart thì lại tìm nó mất thời gian quá. Thời gian quá. Đây có đúng không? Đây có phải không? Đây. Ví dụ chúng ta có một cái đường hỗ trợ ở đây đúng không? Nó bay lên này. Phá vỡ cấu trúc, đúng chưa? Phá vỡ cấu trúc sau đó quay về cái đường hỗ trợ kháng cự của mình. Nó bay lên. Bay lên thì mình sẽ xét ở dưới này nó có một cái gì, một cái vùng cầu ở đây. Đúng chưa? Thì khi này ấy, giá nó sẽ đâm thủng qua cái vùng kháng cự hỗ trợ của mình để nó xuống cái vùng cầu của mình, nó test và nó bay lên. Bay lên thì ok, TB ở trên đỉnh cũ. Ok chưa? Nó sẽ dạng như vậy. Thì chúng ta sẽ biết chỗ nào chúng ta nên tránh, lúc nào chúng ta nên giao dịch và lúc nào chúng ta nên để nó, ý là sẽ có những cái em trai nó chắc hơn. Vì mọi người đánh FMC ấy thường mọi người sẽ bóp SL đúng không, bóp em trai bóp SL gần những con bé, mà không bé mà mọi người cứ năm năm ở đây này, cái OB này, đây có một cái OB rõ ràng chưa đó, mọi người sẽ bị lừa ở đây và mọi người sẽ chết, sẽ dính SL ở cái phát này. Ok chưa ạ? Đợt này Trang hiểu không? Trang hay em vừa vào anh. Ok, nhìn này có hiểu đâu xem nào. Đấy, đoạn này là gì? SL này. Mình hãy tìm OB này, OB dưới. SL này là vì sao? Vì ở đây nó là một cái hỗ trợ thành kháng cự, à họ là kháng cự thành hỗ trợ đúng không? Khi lần đầu tiên Thế đấy nên nó dồn nhỉ? về, khi lần đầu tiên nó về nó test cái hỗ trợ mới này, nó bay lên ok. Thì mình sẽ nhìn, mình sẽ tìm ở đây. Một thứ nhất là nó phá vỡ cấu trúc, ok chưa? Thì theo lý thuyết mình được học ấy thì cứ phá vỡ cấu trúc thì mình phải tìm cung cầu hay là tìm OB. Đó, thì khi ấy, cái trường hợp này nó xảy ra này mà nó test test hỗ trợ này thì khi nó nhập về ấy, nó sẽ xuyên thủng cái OB của mình để nó quét thanh khoản và nó tiếp cận đến cái vùng cầu ở dưới, cái OB dưới thì nó mới bay lên. Nó thì khi ấy, nó đã quét xong thanh khoản này thì nó đi rất là nhanh. Ok, những cái nhịp như này này là những cái nhịp mà ngân hàng họ chốt lời thôi. Họ chốt lời thôi. Đấy. Và sau đó là lại tiếp tục dùng cái tiền lời để mua lên, để FOMO theo.
FOMO để giết tiếp mấy cái thằng đang sell ở trên này. Đó. Được chưa? Ok chưa? Đoạn này mọi người hiểu nhá. Vẫn hơi nhầm nhầm anh ạ, nhưng mà gặp vẫn hơi nhầm đấy. Đó, để tránh được thì đây, nhìn cấu trúc này là nó sẽ quay về nó test hỗ trợ kháng cự trước. Được chưa? Cái trường hợp đầu tiên nhá, trường hợp đầu tiên lúc nãy chia sẻ nhá, là OB nó nằm ở cái vùng này, nó nằm ở cái vùng hỗ trợ kháng cự này luôn, thì ok mình mua luôn. Còn khi mà OB nó nằm ở dưới này này, nó tụt xuống dưới này, mà ở đây nó đã test một lần cái vùng hỗ trợ mới của mình rồi, thì lần thứ hai nó về nó là đâm thủng luôn để nó xuống cái vùng dưới. Ok chưa? Mạnh thì mạnh, nó vẫn có cái cách để nó xử lý thanh khoản hết. Thế mà bây giờ một triệu người học SMC chỉ biết về OB thôi, cứ OB đánh, mà OB nào cũng đúng thì thị trường nó ai thua, ai là người thua. Như em là phát đầu là em OB luôn ở dưới chứ em không tính ở trên đâu. Đây, phát đầu đúng không? Thì tại nó vì đã đúng chạm không? Vào tại này, không? Phát đầu nó đã phản ứng rồi này đúng không? Không, nó cái bay lúc mà nó rồi. xuống test rồi mà anh. Đây. Thì lúc đầu là em bắt luôn OB dưới là hụt đấy, chứ không bắt cái trên đâu. Phát đầu ở đây là bay lên được 50 pip rồi, ít đâu. Đâu, em đang nói bắt OB ở cái vùng dưới của mà anh. Mà lúc nó tụt nó dâu, nó lấy. Thì nha, bây giờ nha, một người mới học MC và chưa học sâu, thì nhìn cái một OB đẹp như thế này thì không đặt lệnh thì trời chui đất diệt đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà nó chỉ lên được có một nửa đường thôi, 50% thôi. Chốt được rồi. Tăng mạnh của nó ấy là nó lên đến tận trên này cơ mà phá vỡ cái đỉnh swing 2 vì nó đang trong một cái chân tăng đúng không? Đang trong một cái chân tăng thì nó phải phá vỡ cái swing 2 này. Đấy, thì đồng nghĩa với việc tự nhiên là đang một cái kèo 50 pip mà cái kèo của mình bây giờ đã thành bao nhiêu? Ít nhất là 100 pip rồi. X2 rồi. Được chưa? Đây là cái việc để tránh nó quét những cái vùng OB ấy. Một trong những cách mà để mọi người biết được thì mọi người phải ví dụ khi OB bị hỏng hay là các thứ mọi người phải ý là phải phân tích lại, phải nhìn để xem ok vì sao bị sai, đằng sau nó có cái gì thì chỉnh mọi người mới lên được. Chứ bây giờ cứ áp dụng máy móc ấy là tao cứ thấy OB đẹp là tao vã là tao đặt như thế thì ok thoải mái. Còn như này này, nhiều người sẽ nghĩ là ok, một cái OB bị break đúng không? OB bị hỏng ấy. Thì khi giá nó như thế này, nó đâm qua, thì mọi người sẽ sell lại về sau. Ví dụ giá nó xuống. Ví dụ giá nó xuống thường ấy. Ví dụ nó đâm xuống đây. Thì khi nó quay lại đây này, thì mình sẽ sell xuống. Đúng chưa? Nhưng mà dưới này nó còn một cái vùng cầu, một cái vùng cầu control, cầu điều khiển của nó rồi. Thì nó sẽ đi theo hướng của nó thì nó thoạt hẳn xuống đây làm gì đấy. Nếu mà nó đóng đến qua cái đấy thì mới sell cho anh đúng không? Ừ, đóng đến qua mới làm được chuyện. Đây mà nó mới chỉ chạm rồi nó đã bật lên rồi, không nói đến thò đến 50% của khối nhá. Đó, thì đây là một cái cách để tránh cái việc là OB có bắt được nhiều lần không. Đó, bắt một lần thôi đúng không? Đấy, bắt một lần thì cũng được 50 pip rồi, không ít, cũng đủ rồi. Đó, 50 pip với mọi người là nhiều hay ít? Nhiều. Chết rồi. Tập gồng đi, trời ơi. Ôi giời, em chỉ được 2-30 pip cỡ. BTC đánh 5-6.000 giá bình thường mà. Ôi, BTC dạo này chạy kinh khủng lắm. Sợ thật. Không mê được. Đấy là cách thứ hai, được chưa? Ok, rồi cái hình của mình đâu mất rồi. Ok. Đấy, hôm nay là khác, rất khác những cái lớp trước từng học setup luôn. Bảo rồi, ông nào thích học thì chia sẻ, toàn chia sẻ những cái ở ngoài không có đâu.
còn khẩu ghê không không cần thì thôi, mình càng nhàn nói mỏi mồm chả được cái gì. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái setup là không, nó tương tự như cái trường hợp mà hỗ trợ kháng cự, nó chuyển vai trò nhau ấy. Tí là chúng ta sẽ tìm mấy cái này xong rồi tắt đi nhá, tắt rộng. Sau khi mà sau khi hỗ trợ kháng cự mà bị phá, ý là hỗ trợ trở thành kháng cự và kháng cự trở thành hỗ trợ đấy. Yeah. Thì sao? Thì mình quay lại mình tìm OB. Tìm OB. Hay là tìm cung cầu ấy. Để mình giao dịch ở đấy. Ok. Sau khi kháng cự hỗ trợ bị phá. Đây. Ví dụ đây chúng ta có một đường kháng cự ở đây. Một đường kháng cự ở đây đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ quay lại tìm là ở đâu xuất phát cái lực đâm ra phá cái thằng kháng cự này. Thì đây chúng ta có một cái vùng cầu rất là da gì ở đây. Đó. Vùng cầu rất là nhiều dâu đẩy lên này, ý là lực rất là mạnh, rất là nhiều ở đây. Được chưa? Thì không phải đây đây nhá, đây nó chả có cái gì cả. Đây nó chỉ lên một tí, nó có cái gì đâu mà phá. Đó, thì chúng ta ở đây, chúng ta sẽ tìm cái vùng cung cầu hoặc là OB. Ví dụ nó có OB ở đây thì càng tốt. Không thì vùng cung cầu, như ở đây là vùng cầu. Thì khi giá nó quay về vùng cầu này, thì múc lên thôi. Đó, TB thì đây, có rất là nhiều TB ở đây. Rất là nhiều TB. Đây chúng ta đã có một cái cấu trúc giảm như này rồi. Cấu trúc giảm như này rồi. Đúng chưa? Thì TB ở đây ok. Một phát ở đây. Đó. Ai mà thích gồng thì chơi trò mạo hiểm, gồng lên đây. Được chưa? Gồng ở đây thì hơi khó. Thì chỉ cái TB đầu tiên là mọi người ok rồi. Nếu mà đánh theo kiểu rủi ro ấy, thì ok, đặt đến cái vùng này là múc luôn. Còn không phải săn phản ứng cái gì cả. Đặt ở đây TB, em trai SL ở đây, TB ở đây, xong đóng máy đi ngủ. Còn ai mà xem phản ứng ấy, thì không phải là xem phản ứng mà là xem xác nhận, đợi xác nhận. Là cái việc là, ví dụ từ đây, ví dụ đang ở H4 thì mình sẽ về M15 hoặc là M5, M1 để mình tìm cái gì. Đây là đang ở giảm đúng không? Mình sẽ tìm một cái CH, OCH hoặc là một cái vùng cung cầu lật. Đó. Đây, một cái CH, đúng chưa? Một cái CH. Dạ. Thì mình sẽ tìm những cái như thế này để mình vào lệnh ở những khung thời gian bé hơn. Thì ví dụ khung to ấy, thì cái kèo này may ra được 2 1 2 3 4, may ra được 4 R. Thử đo coi. Ví dụ như đây, TB đỉnh cũ, ok, chúng ta được 4 R đúng không? Còn khi chúng ta về những khung thời gian nhỏ hơn để đợi xác nhận đi chẳng hạn, ví dụ M1, khi giá tiếp cận thì mình mới bắt đầu mình xem nhé, ok, đây, giá bắt đầu tiếp cận này, đúng chưa? Đã tiếp cận rồi, thì đâu? Chúng ta đã xếp xem CH, OCH nó ở đâu? Đây là một cấu trúc lớn, ý là cái điểm swing ấy. Swing trong H1, trong M1. Đấy, thì ở đây nó chưa có cấu trúc đúng không? Nó chưa gãy. Được chưa? Bỏ qua, tiếp tục lại nhìn tiếp. Vì nó, khi nó chạm rồi ấy, mình chỉ tìm cơ hội để mua lên thôi, chứ không sell xuống nữa.
Ok, mình tiếp tục mình tìm tiếp cấu trúc CH OCH ở đây. Ok, đoạn này không. Cấu trúc bị gáp nữa này. Ok. Đó. Khi mọi người bóp về M1 đấy hoặc là M5 ấy thì không phải là mọi người bắt ngay ở đây đâu, mà mọi người bắt để làm gì, để tối ưu cái SL, cái entry của mọi người đó. Thì khi ở đây chúng ta đã thấy một cái swing high và một cái swing low. Swing low đó, ví dụ thế, thì nó ở đây đã thịnh hành xong một cái CH rồi. Ok, thì lúc này mình sẽ set up, ví dụ ở đây nó rất là xấu, cái vùng cung của mình, vùng cầu của mình rất là xấu, và cái cây này, này bình thường mình phải lấy lên đây vì đây là một cây tăng mà, cây dâu ấy, cây dâu quét lên này, đây là một cây tăng, đây là một nhịp tăng, thì mình sẽ lấy cả cái khu vực cái cây này nếu mà mình không muốn xem những cái khung thời gian cao hơn. Được chưa? Và đấy, mọi người thấy nó đã quay về, nó khớp và nó đi. Thì bình thường ấy, như một cái kèo mà lúc nãy có 4R thôi, hơn 4R thôi, thì khi mọi người bóp entry ấy thì nó sẽ được bao nhiêu? Ok, cách hẳn này đi cho nó ok. Đấy, SL có 2 pip. Được chưa? Và TB đâu? TB đỉnh cũ H4. H2 đúng không? H2. Ô lát kìa. Ok, thì đâu rồi? Cái phát của mình đâu? Đâu đâu. Tất cả đi nha. 4R nha. Và khi chúng ta về M1 để xác nhận thì cái kèo của chúng ta đã có bao nhiêu? Đã có tỷ lệ RR là 32. 32R. Đây, 32R. Đấy, mọi người nhìn rõ không? Nên là cái việc mà từ khung to về khung nhỏ ấy là nó sẽ cho mọi người cái tỷ lệ RR rất là lớn. Nó lớn rất nhiều so với cái việc là chơi kiểu rủi ro đặt ở trên H4. Nhưng mà nó chỉ phù hợp với những ai mà ngồi canh được trạc thôi. Còn những người bận ấy thì ok, cứ không to thôi, đặt cứ TBSL để đấy thôi. Vì khi cái kèo của mình đúng ấy, khi mình phân tích đúng ấy thì kèo nó ăn mà. Rồi bé cũng ok. Cần gì nhiều đúng không? Mình chỉ cần 1/1.5 thôi. Mình đã có lãi rồi. Kể cả mình thua mấy lệnh mình vẫn có lãi rồi. Thấy chưa? Đấy, cái mà công việc mà bóp ý là tinh chỉnh entry SL này mọi người ok không? Có đây dễ hình dung không? Không, cái này dễ mà, thực hành nhiều vào. Chứ nghe thì tất nhiên là nghe cái gì chả dễ. Thực hành thì mới ra được. Đó. Tìm một trường hợp sell nhá. Ý là hỗ trợ gang cự nó bị vỡ để mình sell xuống ấy. Bay lên à? Bay lên à? 16 pip. Ok, tìm một trường hợp để sell xuống. Đây. Ví dụ chúng ta có một cái hỗ trợ ở đây, một cái kháng cự, một cái hỗ trợ đi. Về đường hỗ trợ ở đây. Đúng không? Và hỗ trợ ở đây nó bị thủng qua, vẽ hơi xa rồi. Đấy, nó bị vỡ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm cái vùng gì? Cung cầu hoặc là OB. Ở đây trên H2 mình đã thấy ba cái dâu như này rất là nhiều đúng không? Cứ khoanh cái dâu về lại đã tính sau. Được chưa? Hoặc cả cái đoạn này đã tính sau. Về khung nhỏ hơn ví dụ H1 xem nó có OB không. Ok. Nó không phải OB.
OB này, OB xấu thì mình chỉ lấy là nó là một vùng cung thôi. Chưa? Vì mình không lấy ở đây nhá. Ở đây là mình không 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 lấy trên này nhá. Vì cái lực ở dưới này, này khi xuống ở đây này nó đã bị cái lực thoái lui đẩy lên rồi thì mình sẽ không lấy cái vùng trên này mà mình chỉ lấy cái vùng đây thôi, vùng tiếp diễn thôi, vùng CP ấy thôi. Được chưa? Đó, thì mình sẽ lên đây và mình xeo xuống. Xeo xuống thì cũng ok. Đây cũ. Đây cũ. Đấy, đây cũ. Đó, bao pip. Thì cũng được 45 pip. Và cái này RR thì thấp hơn, cái này dưới được một hai hơn 2 R một tí. Lag do mạng mà. Chết rồi, cũng không biết làm nào đâu. Vì mạng điện thoại còn bị mất mà, mất wifi thì bị mất đâu. Mất dậy á. Đó. Nếu mà mọi người chơi theo kiểu rủi ro á, ok cứ đặt lệnh xong mà đặt TB ở đây. Xong. Kèo chạy đến TB là xong, 43 pip. Đấy, còn tiếp tục đợi xác nhận. Ok, xem. PM1 coin. Đây. Nó khớp ở đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm tìm những cái mà mình được học ấy. Ý là những cái cấu trúc được học ấy, ví dụ là S5S hay là như nào đó. Chưa? S5S thì đây không phải. Ok, ở đây. Chóc như nào? Ok, bắt đầu đi tìm chóc. Không, cái trường hợp này là mình sẽ không bắt chóc được mà mình sẽ bắt OB bị phá. Mình có một cái OB bị phá ở đây, OD break. Đúng chưa? Break OB. Thì khi break OB ấy, là mình sẽ sọt nó xuống. M1 khó nhìn nhỉ? M3 đi. M3 ok. M3 rõ ràng ở đây là sinh ra một cái OB mới. Ok. Rồi, xem ở đây nó có chạm vào đâu không. Không, kiểu này chắc có đi luôn rồi. Nó. Xíu hả? Ok. Ok, tí nữa. Đâu rồi? Mất 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 cái hình của mình rồi. Ok, đấy. Cái việc này thì mình sẽ bắt cái OB bị vỡ. OB về cái trường hợp mà break OB ấy, thì có một video mình đã nói về rồi, cái đấy rồi thì cái đấy sẽ sử dụng cái sử dụng thêm cái đường IMA 13 nhưng mà thực ra là không cần đâu. Mình chỉ cần là ok nó mà phá OB đối diện thì mình sell đuổi xuống. Thì là mình sẽ đuổi theo nó, mình sẽ sell đuổi theo nó. Còn như ở đây thì mình xác định là CH thì nó hơi CH để em xem nào. CH giảm đúng không? Cái chốc giảm thì chúng ta sẽ có ở đây không 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 đó, cái này thì không sử dụng chốc được đó. Thì cái này chỉ có cách là mọi người khi đã khớp được ở cái H5 frame thì mình dịch L dần thôi, thì không phải là cái trường hợp nào mình cũng có chốc để mình xác nhận, hoặc là mình sẽ sử dụng cái cung cầu lật đấy. Cung cầu lật, cung cầu lật, cung cầu lật ở đây cũng không có, không có luôn. Trường hợp này thì hơi khoai, không có cái gì để bắt cả. Đi anh xem kỹ nào. Không không. Ừ, trường này là mình chỉ đợi chạm thôi.
Mình chỉ đợi chạm một vùng thôi, chứ không xác nhận được ở vùng bé được. Hoặc ở đây, ở đây, ở đây. Ok, một cái OB. Máy ở dưới làm sao? Mạng đấy. Ở đây em còn không nhìn màn hình đâu. Đây, ở đây là mình đã có một cái OB bé ở đây và nó có một lực rất là mạnh phi xuống. Chưa? Thì mình sẽ sử dụng cái OB này để bắt nếu mà ai CE. Còn không thì mình chỉ đợi chỉ bắt được một phát khi nó chạm cái vùng to thôi. Đó. Thường ấy thì mình sẽ sử dụng mình sẽ tìm là CH hoặc là cung cầu lật ở trong những cái tham phép nhỏ. Đó. Thường là mình sẽ dùng như thế. Và tất nhiên là H1 nó vẫn có OB mà. À, M1 nó vẫn có OB hay là có cung cầu mà. Đó. Bắt nếu mà bắt bắt vùng vùng cung ở đây thì hơi nguy hiểm vì nó không có cái gì ở đây cả nên là nó không phá vỡ, nó chỉ test OB thôi thì cũng không khả thi để mình xem. Rồi. Tiếp theo đi đi nhanh nhá, đi nhanh đi nhanh đi nhanh nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến một cái đó là cung cầu lật hay là flip zone ấy, ý là nó từ cung điều khiển sang cầu điều khiển hoặc là ngược lại. Thì khi mà đây nó sẽ như thế này, cung cuối cùng bị phá bỏ, vùng cung cuối cùng bị phá bỏ. Ok. Tương tự như cái BMS. Đó, thì đâu đâu là cung. Ô đợi đây nhà một. Đây là đang trường hợp tăng. Tăng vẽ nhiều rồi vẽ giảm nhá. Nó giống như CH OCH đấy. Đây. Ví dụ đây là vùng cung cuối cùng. Thì cung cuối cùng này bị phá bỏ. Thì cái cầu mà xuất phát này, cái cầu sinh ra lực này để phá bỏ cái cung đối diện đấy, thì bây giờ là cái vùng này nó được gọi là một cái vùng cầu kiểm soát. Đó, thì sau đấy là mình sẽ tìm OB. OB thì không nhất thiết là nó phải ở dưới này mà nó có thể là ở vùng này chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ tìm nó và mình sẽ đợi giá nó quay về đây, MT về cái vùng này và đặt lệnh ở tại cái ô bên đấy. Dạ, ok, tìm xem thử có không. Thử có không. Hello anh ơi, Ơi. có khi nào nó lại quét qua cái vùng cung của xong nó mới lên lại Không, cung điều khiển thì nó không 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 quét đâu. Phải nó test thôi chứ nó không quét đâu. Ví dụ như đây, ở đây mình có một cái vùng cung cuối cùng đi, đúng không? Đây là một vùng cung cuối cùng đi và đây là một cái nhịp đẩy lên, ý nào một cái vùng cầu đẩy lên, thì đây nó phá vỡ cái vùng 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 cung này, thì đây là một vùng cầu điều khiển, cầu control ấy. Một vùng cầu control thì khi giá nó quay trở về này thì mình sẽ đặt lệnh ở đây và mình mua lên. Đó. TB thì vẫn đỉnh cũ thôi. Ý là cái cấu trúc cũ ấy. Đó. Được chưa? Thử xem nó có OB ở đây không nhá. Nhìn cho nó trực quan chứ vùng cung cầu này thì hơi khó nhìn cho mọi người. Ví dụ như này.
Rồi. Thì ở M30 ấy, chúng ta đã thấy một cái đây, giống như một cái OB của mình, nhưng mà OB này nó khá là lớn, nó khá là to. Mình cứ tinh chỉnh thử về những khung thời gian nhỏ hơn xem nó còn được không, xem nó có đẹp hơn cái vùng của mình hay không. Đây, có thể là mình sẽ lấy cái này hoặc là về tiếp những khung nhỏ hơn để xem 3M1 đây. Ok, dạ mình sẽ lấy cái vùng này H1 đúng không, thì mình sẽ dùng cái vùng này để làm gì, để làm cái entry của mình, ý là để cái vùng để mình sẽ bắt đấy. Nhưng mà ở đây mọi người phải để ý một điều nữa là đây một cái dâu rất là dài ở đây, và như cái đoạn này ấy, nó chỉ xử lý imbalance chỉ được một đoạn thôi, nó chỉ xử lý được imbalance có một tí như này thôi, một tí tẹo ở đây thôi, và cũng vẫn còn imbalance rất là to ở đây. Thì cái kèo này ấy, ai mà limit ấy, họ thì chúng ta phải lấy cả một cái vùng to ở dưới nữa, ý là xuống lên cái đáy của cái dâu thấp nhất này nữa, vì imbalance là cái nơi hút giá mà, là cái nơi hút giá mà đúng không, thì mình sẽ phải kéo hết xuống cái phần imbalance ở dưới này. Nếu mà ai chơi theo kiểu rủi ro ấy, đặt lệnh luôn ấy, thì sẽ là dùng như này, sẽ làm như này. Còn không ấy thì sao, thì sẽ xác nhận ở khung bé hơn M1, M5, M15 để xác nhận khi nó xuất hiện chóc hoặc xuất hiện flip zone vùng đặt đấy thì mình có lệnh đó. Đó là kiểu vùng đặt hoặc là flip zone. Nó có một dạng khác nữa, một kiểu khác nữa. Qua một kiểu khác, một kiểu khác nào. Sao vậy? Như nào vậy? Khác. Đây, quay lại cái ví dụ này. Đây là một cái zone, flip zone. Đây chúng ta có một vùng vùng cung đúng không, và đây chúng ta sẽ có một cái vùng flip zone ở đây, ý là đây, từ đây nó đã sinh ra một cái lực để làm gì, để phá cái vùng cung này đúng chưa. Đây là một vùng cầu mà, cầu OB nó vẫn là cầu mà, OB nó vẫn là bản chất, nó vẫn là cung cầu mà, thì đây là từ vùng cung nó đã bị phá bởi một cái vùng cầu. Đó, thì nó được gọi là flip zone. Thì chúng ta sẽ tìm OB hoặc là cái vùng cung ở dưới để chúng ta giao dịch. Đó. Đây. Thì tất nhiên là cái vùng của mình lại ở đây, cái vùng cầu mới hoặc là OB mới của mình lại ở đây. Thì mình lại đặt lệnh thôi. Được chưa? Đó. Nhắc đi nhắc lại rồi, nếu mà ai chấp nhận rủi ro, OK, SL có thể dài hơn mọi người, có thể là 20 pip hoặc là như nào đó, thì mọi người chơi kiểu như thế này, nhìn thấy là vào lệnh luôn. Đó. Còn không thì xác nhận bằng cái việc M1, M5 để tìm chóc và tìm những cung cầu lật này. Trong thời gian trong tham phim nhỏ ấy, M1 ấy, hay các thứ ấy, về setup, về ZOJH hay là cung cầu lật, nó y xì như khi mình về tham phim lớn, ý là mình chỉ ấy thôi, mình chỉ lôi cái to áp vào cái nhỏ thôi, không có gì cả. Ok chưa, ok không ạ? À, mọi người có nhìn thấy không?
Giờ mới 9:50 đã đi ngủ hết rồi. Lắc mờ quá. Ô, hôm nay mạng nó làm sao? Ok, hôm nay mạng nó kiểu gì ấy? Ok, nói nhanh qua thêm một ấy nữa rồi dừng nhá. Hôm sau tính tiếp. Thì cái break order cũng tương tự như vậy. Đây. Đơn giản như đây chúng ta có một cái order, một cái OB. Đó. Khi OB nó bị break qua thì mình xẻo xuống. Hoặc là ví dụ ở đây giá nó không chạm đến cái order block của mình. Giá nó không chạm tới cái order block của mình thì mình gần về đến đây rồi, giá nó gần tới rồi thì mình về M1 hay là M5 mình cũng xác nhận theo cái cấu trúc là CLO CH hoặc là những cái vùng cung cầu lật đấy. Ok chưa? Đó. Như đây. Chúng ta có một cái OB. Ý là những cái vùng nhỏ ấy mình sẽ đợi đấy như này. Rõ ràng hơn chưa? Rõ ràng hơn chưa? Đó. Thì xác suất cao ấy là thường nó sẽ được xác định bằng những cái pha breakout sạch, thì là breakout ra ngoài và nó không có test lại, nó không có test lại thì nó sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Nhưng mà nếu mà nó không có sự breakout rõ ràng ấy thì chúng ta luôn luôn phải về những cái khung M1, M5 để xác nhận. Được chưa? Đó. Thì nhắc lại cho mọi người về cách mà xác ý là vào lệnh này có hai cách là rủi ro và xác nhận đúng không? Thì xác nhận bằng cách rủi ro ấy, tức là chúng ta không có xác nhận nào cả, chúng ta chỉ cần tìm được những cái POI đẹp ấy và đợi giá nó quay trở về thôi. Thì cái này ấy, lý tưởng khi mà chúng ta giao dịch tại khi mà nó chuẩn bị kết thúc xu hướng hoặc là khi nó đang trong một quá trình MT, một quá trình giảm thiểu ấy. Đó. Ví dụ sell ấy thì chúng ta sẽ xét cấu trúc hiện tại là những các mức là swing high và swing low. Khi mà giá tạo đỉnh mới và đỉnh nó có phá cái đáy cũ hay không, ý là cái cấu trúc đồ. Chúng ta sẽ quan tâm đến những cái swing high và swing low. Nếu mà ở đây nó không tạo được đỉnh mới và cái đỉnh này nó có phá được cái đáy thấp nhất hay không thì chúng ta sẽ quay lại tìm OB, tìm OB trong cái khu vực này, tìm OB trong cái khu vực này để chúng ta sọt nó xuống, treo xuống đó. Đây là kiểu như thế, cái pha đẩy lên này nó gọi là MT, giảm thiểu mitigation đấy, nó gọi là giảm thiểu. Khi mà chúng ta dùng còn còn mà cái cách mà chúng ta dùng xác nhận ấy là chúng ta ok xác định là POI trên H8 frame, trên tham frame lớn vẫn như cái cách đầu tiên là chúng ta sẽ xác định là cái xu hướng chính nó đang ở đâu, ở cái location nó đang ở vị trí nào. Đó, ví dụ là chúng ta sell đúng không, thì chúng ta sẽ xét cấu trúc hiện tại ở cũng như thế này, easy luôn như thế này. Bước đầu tiên là dùng lại của cái bước xác nhận. Bước 1 là dùng lại của bước xác nhận. Sau đó là tinh chỉnh về M1 hoặc là M5 hoặc là M15. Để làm gì? Sau đó và sử dụng là cấu trúc là CHOCH hoặc là vùng lật để tìm điểm vào lệnh. Thì lúc đấy cái SL của mọi người sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ có cái tỷ lệ RR của mình nó cao hơn. Đúng. Ok chưa? Đấy, hôm nay thì đi qua mấy cái nó basic mà nó hay gặp nhất thôi. Còn hôm sau thì sẽ có mấy cái nó hơi khác bọt một tí. Ok, hôm nay mọi người đã nắm được cái gì chưa? Có nắm được cái cách gì không?
Có ai thấy khó hiểu ở cái setup nào không? Chị Hồng Hạnh có hiểu gì không? Có hiểu những cái cách setup mà em vừa chỉ không? Ok, nếu mà thế thì Liqui, Liqui thực ra Liqui nó đơn giản là nó chỉ là CH, nó CH thôi mà. Tôi thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhá. À, hôm sau sẽ kỹ hơn, đi là tại mất công cái thời gian mà tìm tìm mà chinh chạc ấy. Bây giờ nó hơi khó tìm, thị trường bây giờ nó hơi khó theo những cái mô hình đấy, theo cái những cái mẫu hình đấy. Ok, buổi sau mình sẽ tiếp tục nhé. Rồi, ok, bye bye mọi người, giờ cũng muộn rồi đó. Mọi người cứ thử nhá, mọi người cứ thử nhìn trên chart, không thời gian nào cũng được, cái cặp nào cũng được, cứ nhìn và áp theo những cái chiến lược như này để xem nó ok hay không, được chưa? Rồi, cái buổi này thì mình sẽ up lên và để mọi người xem lại. Đó. Cái buổi setup này thì sẽ kéo dài ấy, vài buổi ấy, vì nó khá là nhiều. Ok, rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho mình. Bye bye mọi người. Mình xin tắt zoom tại đây. Ok, stop.